Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý ông bà cha, quý con cái Chúa một buổi chiều Chủ nhật tốt lành để chúng ta được nghe lời của Chúa và thờ phượng Ngài. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Lời của Chúa nói với chúng ta trong Matthew đoạn 7 câu số 7 như thế này: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Câu 8: Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một tấm lòng biết cầu xin Chúa và biết tìm kiếm Chúa để chúng ta nhận được những phước hạnh và những điều tốt nhất mà Chúa ban chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta. Tôi cầu xin Chúa Ngài nhậm lời cầu xin của quý vị để chúng ta sẽ thấy được phước hạnh của Chúa và phép lạ của Ngài xảy ra thường xuyên trên đời sống của mình. Quý vị có muốn được thay đổi trong cuộc sống của mình không? Xin Chúa Ngài gia tăng những khả năng và ơn tứ cũng như là bờ cõi của chúng ta để chúng ta có thể phục vụ Chúa và kết quả cho Ngài nhiều hơn. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là lời cầu nguyện mở rộng bờ cõi. Xin chúng ta cùng với tôi mở ra trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn số 4 từ câu 9 cho đến câu số 10. Chúng ta sẽ học về câu chuyện của Gia-bê. Sử Ký thứ nhất đoạn 4 từ câu 9 cho đến câu số 10. Tôi xin đọc lời của Chúa. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Thưa quý mà chị em, ở đây cái câu chuyện của Gia-bê là một cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy được có những cái điểm đặc biệt mà Chúa đã làm ơn trên con người mà dường như chúng ta ít khi nào biết đến lắm. Gia-bê vốn là một người thua kém các anh em của mình. Tên của ông là Gia-bê có nghĩa là đau đớn, nói lên sự bất hạnh của bản thân ông. Nhưng mà trong con người đó nổi bật lên một hoài bão lớn mà ông hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Và Đức Chúa Trời là đấng đã nhìn thấy sự khát khao trong lòng của ông và Ngài đã ban cho ông. Áo ước của Gia-bê không là để cho người khác nhìn thấy mình, mà để cho họ thấy Đức Chúa Trời của mình vĩ đại thế nào. Thật vậy, khi đọc đến những câu kinh thánh này, chúng ta thấy được ngay tình yêu của Đức Chúa Trời đã nổi bật lên trong câu chuyện cuộc đời của Gia-bê. Thưa quý mài chị em, Gia-bê được sinh ra trong cái sự đau đớn của mẹ mình. Và bởi vì sự đau đớn quá lớn cho nên là mẹ đã đặt tên là Gia-bê. Trong tiếng Hebrew, từ Gia-bê có nghĩa là buồn bã hoặc là kẻ gây ra nỗi buồn. Và mỗi khi mà ông được mẹ của mình hoặc là gia đình của mình, người thân của mình gọi tên của mình thì dường như đó là một cái sự đau đớn cho chính ông. Giả sử nếu quý vị được gia đình của mình gọi là: ê, nỗi buồn ơi, ê, sầu ơi, quý vị cảm thấy thế nào? Buồn đúng không ạ? Và ở đây Gia-bê đã có một cuộc đời như vậy. Ông đã nhìn biết được nỗi buồn và sự đau đớn trong đời sống của ông, và ông đã cầu nguyện: xin Chúa Ngài thay đổi số phận của con, xin Chúa thay đổi tương lai của con, xin Chúa thay đổi những khả năng và cũng như bờ cõi sự ảnh hưởng và tầm hiểu biết của con, để cuộc đời của con không còn đau khổ nữa, nhưng mà cuộc đời con sẽ trở nên nguồn phước cho gia đình, cho người thân và cũng như cho nhiều người khác nữa. Gia-bê vốn là một nhân vật ít được nhiều người biết đến. Ngoài việc ông là dòng dõi của Giu-đa thì ông là người được tôn trọng. Mẹ ông đặt tên ông là Gia-bê, có nghĩa là buồn bã hoặc là kẻ gây ra nỗi buồn, bởi vì ông mới được sinh ra trong sự đau đớn. Trong lời cầu nguyện của ông thì Gia-bê cầu xin Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ và ban phước hạnh cho đời sống của ông. Gia-bê là người của sự buồn rầu, đã cầu xin Đức Chúa Trời giữ ông khỏi sự đau buồn như tên ông đã được gọi và được báo trước. Ông nhìn biết rằng là cái tên nó đã ảnh hưởng trên bổn tính và trên cuộc đời của mình, cho nên ông xin Chúa Ngài giữ ông khỏi tất cả những sự buồn rầu. Và chúng ta thấy rằng Chúa Ngài tôn trọng cái quyền đặt tên của cha mẹ chúng ta. Cái tên nó là uy quyền và bổn tánh ở trên một người. Và
cái tên nó có cái uy quyền. Chúng ta không thể nào có thể thay đổi được tên của chúng ta, bởi vì đó là một cái sự hợp pháp ở trong gia đình của mình. Nhưng mà chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa Ngài bẻ gãy tất cả những cái ý nghĩa thuộc linh ở trong tên gọi của chúng ta, nhất là khi cái tên của chúng ta nó mang những cái ý nghĩa tiêu cực, mang những ý nghĩa của sự đau đớn, rủa xả. Và ở đây Gia-bê ông đã cầu nguyện xin Chúa Ngài vô hiệu hóa tất cả những sự buồn bực, những cái gì đau đớn, những cái gì khổ não ở trong cái tên của ông. Gia-bê không được đề cập đến như là một vị vua hay là một vị thủ lãnh ở trong một xứ sở nào đó. Cho nên cái việc mà ông đã cầu nguyện xin Chúa Ngài mở rộng bờ cõi của ông không có nghĩa rằng là đất nước của ông hoặc là bờ cõi của ông ở trong thuộc thể được mở rộng. Nhưng mà ông đang cầu xin Chúa Ngài mở rộng biên giới hoặc là cái phạm vi ảnh hưởng ở trong cuộc đời của mình. Ông đã có một ước mơ, đó là ông muốn được hiểu biết rộng hơn, muốn có một đời sống có giá trị cao hơn. Bởi vì đời sống của ông trước đó chỉ là những tháng ngày đau đớn và làm cho người khác cũng đau đớn. Quý ông bà chị em ơi, hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài gia tăng những ân tứ, gia tăng những talent, những cái tiềm năng ở trong con người của chúng ta, để chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách rộng lớn hơn. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có những ân tứ để chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả hơn, có sự hiểu biết, có sự khôn ngoan nhiều hơn, để chúng ta có thể ích lợi cho vương quốc của Chúa nhiều hơn. Không phải là để cho người ta biết đến mình, nhưng mà là để cho người ta biết đến Chúa của mình. Quý vị có nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta sẽ làm mọi cách để mình có thể tôn vinh danh Chúa không? Hay là chúng ta chỉ nghĩ cho mình thôi, thôi bây giờ đủ rồi Chúa ơi, con sống sao cũng được, miễn là cuối cùng con vào trong thiên đàng là được rồi. Còn người ta nghĩ sao, hoặc là bao nhiêu người tin Chúa qua con thì thôi, cái đó để cho mục sư hội thánh lo. Chứ còn con thì con miễn là con cứ sống như vậy tà tà, đến cuối đời con chết con vào thiên đàng là được rồi. Dĩ nhiên nếu chúng ta suy nghĩ theo kiểu an phận như vậy, đúng quý vị, thì chúng ta vẫn sẽ được như vậy. Nhưng mà tôi nói quý vị rằng là đừng sống như vậy, bởi vì sống như vậy nó hoang phí lắm. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những cái tiềm năng, và trong cái tiềm năng đó chúng ta có thể phát huy tối đa cái tiềm năng của mình để mình có thể ảnh hưởng nhiều và rộng lớn hơn. Trong mỗi một trái xoài nó đều có hạt xoài, đúng không ạ? Và nếu giả sử trong một cái điều kiện lý tưởng nào đó chúng ta có một hạt xoài, chúng ta trồng cái hạt xoài đó xuống đất và cái hạt xoài đó nó mọc lên cây xoài, và trong cái cây xoài đó nó ra những trái xoài, và trong những trái xoài mà cái cây đó nó ra đó quý vị, thì chúng ta lại có thêm những hạt xoài khác nữa, đúng không ạ? Và thế là chúng ta cứ thế là chúng ta trồng những cái hạt xoài đó, và chúng ta sẽ có một rừng xoài sau một khoảng thời gian thích hợp, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy rằng là từ một trái xoài thôi, với một cái hạt xoài thì chúng ta có thể có một rừng xoài. Như vậy thì tôi gọi cái hạt xoài đó là cái tiềm năng. Cái tiềm năng của trái xoài, đúng không ạ? Khi mà cái hạt xoài nằm trong cái trái xoài thì tôi không nhìn thấy được cái cây xoài, tôi không nhìn thấy được một rừng xoài. Nhưng mà nếu tôi gieo giống và nó kết quả thì nó sẽ là một cái rừng xoài. Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có một hạt giống bên trong chúng ta, đúng không ạ? Có thể hạt giống đó mình chưa nhìn thấy được nó kết quả, nhưng mà nếu chúng ta để nó ở trong đúng cái mảnh đất của nó, ở trong đúng cái điều kiện của nó, và được Chúa ban phước cho, thì nó sẽ kết quả và nó ra một rừng người, quý ông bà chị em. Và đôi khi mỗi người chúng ta cần phải được Chúa đặt để ở trong những cái chỗ thích hợp để mình được kết quả. Tôi đi Buôn Ma Thuột và tôi nói chuyện rất là nhiều với lại những nông dân trồng trọt ở trên đó. Họ nói với tôi thế này: mục sư ơi, trồng cà phê đó thì cà phê nó cách nhau khoảng chừng 1-2 mét thôi là nó có thể ra trái. Nhưng mà trồng sầu riêng thì mỗi cây nó phải cách nhau là 9 mét thì nó mới ra trái được. Tôi nói: ồ vậy hả, sao xa dữ vậy? Nếu mà sầu riêng mà trồng sát nhau được không? Thì người ta nói rằng là được chứ mục sư, nó vẫn lên, nó vẫn có lá, nó vẫn to cao đó, nhưng mà nó không ra trái.
Tại vì khi mà sầu riêng mà cái nhánh nó đó đụng nhau đó, nó đụng cái nhánh của cây khác á, kế bên nó thì nó không ra trái. Cho nên là người ta phải trồng sầu riêng cách nhau tới 9 mét. Wow, nói đến sầu riêng quý vị cảm thấy thèm sầu riêng rồi đúng không? Dạ đúng rồi, nó có cái sầu của riêng nó, cho nên là nó không muốn chia sẻ với ai hết. Nó phải ở xa xa ra như vậy đó thì nó mới kết quả được. Và qua cái điều này tôi nhìn thấy, wow, hay quá. Đôi khi con người của chúng ta ở gần nhau quá đó quý vị, chúng ta cũng thiếu sự kết quả nữa. Cho nên chúng ta phải ở xa xa nhau ra chút. Người đời ta nói là sao? Ở gần thì ở xa thì mỗi chân, mà ở gần thì mỗi miệng. Đôi khi cái tiềm năng trong người chúng ta không phát huy hết là bởi vì cớ chúng ta ở gần anh chị em mình nhiều quá, không ra trái được, mình chỉ ra lá ra cành thôi. Ở đây chúng ta thấy được là Gia Bê, ông ở gần với những người trong gia đình của ông, và những người đó biết ông, họ có thể va chạm với ông mỗi ngày bởi cái tên của ông. Người ta gặp ông là người ta nói, ê cái thằng buồn, ê cái thằng sầu, ê cái thằng đau đớn. Có thể là những cái lần như vậy đó, ông cảm thấy nó đau nhói trong đời sống của mình. Và bây giờ ông muốn được thay đổi thân phận của ông, số phận của ông, thì ông cần phải được thoát ra khỏi cái môi trường đó qua sự cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa ngài mở rộng bờ cõi con, tức là mở rộng cái tầm nhìn của con, mở rộng cái những cái gì mà con đang hiểu biết ở trong hiện tại này. Bởi vì trong hiện tại ông chỉ biết rằng là mình là Gia Bê, ông chỉ biết được hàng xóm láng giềng của ông nội ngoại hai bên thôi, chứ ông không biết xa hơn được. Xin Chúa ngài mở rộng cái đầu óc của ông, mở rộng cái sự khôn ngoan của ông, mở rộng cái tầm nhìn xa của ông, để ông nhìn thấy rằng là mình có nhiều tiềm năng để phát triển hơn. Có nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa ngài mở rộng biên giới của mình. Và ở đây chúng ta thấy được ở trong lời cầu nguyện của Gia Bê có 4 điều. Có 4 điều. Thứ nhất đó là ông đã cầu xin sự ban phước của Đức Chúa Trời. Gia Bê hiểu rằng Đức Chúa Trời của Israel là nguồn gốc hay là nguồn mạch của mọi phước hạnh, và ông đã cầu xin Chúa ban ân điển của ngài. Có bao giờ quý vị cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho con, để gia đình của con, gia tộc của con, người thân của con sẽ không coi thường và khinh dễ con nữa, để những người mà chưa tin Chúa đó, họ mỗi khi nhắc đến tên của mình họ sẽ tôn trọng mình. Có bao giờ quý vị đã từng cầu nguyện như vậy không? Hay là người ta nhắc đến tên của mình đó, hèn chi thằng đó nó tin Chúa. Ô, hèn chi. Quý vị ơi, xin Chúa ngài cho chúng ta được thay đổi bởi phước hạnh của Chúa. Tôi nhớ trước khi mà tôi tin Chúa đó, không có đứa bạn nào mà nó muốn đi chơi với tôi hết. Thậm chí đi chơi với tôi là nó nhạo tôi, nói là chắc lát nữa mày giả bộ mày đi xin toilet, xin đi toilet rồi mày trốn, mày không có trả tiền cà phê đúng không? Cảm thấy rất là nhục nhã quý mà chị em. Nhưng mà tạ ơn Chúa, từ khi tôi biết Chúa, Chúa bước vào cuộc đời của tôi, Chúa ban phước cho tôi, thì cái sự nhục nhã đó không còn nữa. Xin Chúa ngài thay đổi chúng ta để chúng ta được trở thành nguồn phước cho những người khác. Để khi mà chúng ta đi chung với ai đó thì người ta cũng hãnh diện rằng là ô, tôi đi chung với cái người đó, tôi đi chung với cái nguồn phước của Chúa. Và người ta có thể là đặt lịch hẹn với chúng ta. Quý vị có muốn được như vậy không? Yeah. Hay là chúng ta điện thoại, alo, ngày mai rảnh không? Ơi, mai tôi bận rồi, tôi không có đi được, xin lỗi nha, cảm phiền nha, tôi không có thời gian rảnh. Quý vị ơi, xin Chúa gây cho chúng ta có sự ban phước của ngài. Ân điển của Chúa sẽ nhấc chúng ta lên. Amen. Yeah, hàng xóm sẽ tôn trọng chúng ta hơn. Có thể trước đây người ta kêu chúng ta bằng thằng, nhưng mà sau này Chúa sẽ khiến cho người ta kêu chúng ta bằng thầy. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà Gia Bê ông cầu nguyện đó là xin Chúa ngài mở rộng bờ cõi con. Gia Bê đã cầu nguyện cho sự thành công và thịnh vượng trong mọi nỗ lực của mình, để đời sống của ông được ghi dấu bằng sự thăng tiến. Và để chúng ta có thể mở rộng bờ cõi ở trong ơn thương xót của Chúa, thì chúng ta trước nhất cần phải được mở mang đầu óc của chúng ta. Chúng ta cần phải là một người chịu học hỏi, chúng ta cần phải là một người chịu khó để di chuyển và thay đổi chỗ ở nhiều hơn. Tôi nhìn thấy được là
Ở trên thế giới ngày hôm nay, người ta khi nhắc đến một cái nền văn minh của nhân loại thì người ta thường hay nhắc đến khu vực châu Âu hoặc là ở Mỹ, đúng không ạ? Nói về một đất nước văn minh hoặc là tiên tiến thì người ta thường hay nghĩ đến những nước ở châu Âu hoặc là châu Mỹ, chứ không bao giờ người ta nghĩ đến những cái nước ở châu Phi hoặc là ở Trung Quốc gì hết. Nói về văn minh nhân loại là người ta sẽ nghĩ ngay đến Mỹ hoặc là châu Âu. Và tôi đã gặp những người bạn ở châu Âu, họ nói chuyện với nhau đó, họ không có chào hỏi nhau là: ê, khỏe không, sức khỏe của anh sao, chị dạo này khỏe không. Cái đó là bình thường, nhưng người ta sẽ đặc biệt, người ta sẽ hỏi nhau như thế này, đó là: anh chị đã đi du lịch bao nhiêu nước rồi. Người châu Âu họ quan tâm đến cái việc đó, là cái người đó, người bạn của mình đó, là đi du lịch bao nhiêu nước. Thì tôi khám phá ra rằng là người châu Âu họ quan tâm đến việc đi du lịch để mà học hỏi những cái sự khôn ngoan của những quốc gia khác, chứ họ không chỉ là để dành tiền tích lũy cho mình để phòng thân, nhưng mà họ có bao nhiêu tiền là mỗi năm họ đều đi du lịch. Có người ít nhất là mỗi năm phải đi một quốc gia để mà du lịch. Có người thì một năm họ đi có thể là tới 5-6 quốc gia để mà họ đi du lịch. Cho nên khi mà chúng ta hiểu điều này thì chúng ta không ngạc nhiên gì tại sao mà châu Âu ngày hôm nay hoặc là ở Mỹ, người dân họ rất là khôn ngoan. Cái tâm trí của họ, về cái cuộc sống của họ rất là văn minh. Bởi vì họ đi khắp nơi và họ học được những cái điều hay, những điều tốt của những dân tộc khác, họ đem về họ áp dụng cho chính quốc gia của mình. Người Việt Nam của chúng ta ngày xưa cũng có câu đó là: đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Có phải như vậy không quý ông bà anh chị em? Người càng đi nhiều, người đó sẽ càng hiểu biết nhiều. Chứ còn mà một người mà chỉ suốt ngày hoặc là suốt đời ở trong một cái tỉnh hoặc là ở trong một cái huyện, ở trong một cái xã của mình mà không chịu đâu hết, chắc chắn người đó sẽ không thể nào được Chúa mở mang tầm mắt nhiều hơn, cho đến khi mình chịu đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên tôi khích lệ những bạn trẻ, những người trẻ, chúng ta còn có thời gian, cơ hội Chúa ban cho, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ngài mở rộng bờ cõi của con và cho con có thể đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Dĩ nhiên cái việc mà chúng ta sống ở đâu hoặc là chúng ta định cư ở nước nào, đó là do Chúa định sẵn cho chúng ta, đúng không ạ? Ở trong công vụ sứ đồ đoạn số 17 câu 26 chép rằng là ngài đã định trước thì giờ đời người ta và giới hạn chỗ ở. Chúa giới hạn hết đó quý ông bà anh chị em. Thậm chí có cái sự giới hạn đó là đôi khi có người ở Tây Ninh này muốn muốn có hộ khẩu ở trên thành phố Hồ Chí Minh cũng không được, đúng không ạ? Đừng nói chi là mình ra nước ngoài, nhưng mà từ Tây Ninh này mà muốn chúng ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi là đã khó lắm rồi. Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh mà về Tây Ninh này thì dễ, nhưng mà từ Tây Ninh này mà lên thành phố Hồ Chí Minh thì hơi khó. Thì đừng có nói chi cái chuyện mà chúng ta đi định cư nước ngoài hoặc là chúng ta sống ở một quốc gia khác theo ý của mình được. Cho nên Chúa phải cho phép thì chúng ta mới có thể thay đổi được quý mài chị em. Và nếu Chúa giới hạn thì Chúa sẽ gia tăng cái giới hạn đó được, đúng không ạ? À, Chúa có thể thay đổi được chương trình của ngài trên đời sống của chúng ta. Rồi trong cái sự mở rộng bờ cõi này thì Chúa ngài cũng có thể gia tăng những ân tứ, những tiềm năng, những ta lân, những sự sức dầu ở trong đời sống của chúng ta là những gia bê của Chúa, để chúng ta có thể chúc phước cho nhiều người hơn, chúng ta có thể đem đến sự chữa lành cho nhiều người hơn và đem nhiều người trở lại với Chúa hơn. Amen không quý mà chị em? Dạ. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể nhìn thấy được công việc của Chúa được mở rộng xuyên qua đời sống của chúng ta. Giống như sứ đồ Phaolô, ông đã nói thế này ở trong sách Côrintô thứ 2 đoạn số 10 câu 13 cho đến 16. Về phần chúng tôi chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Bởi chưng chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm. Nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ thêm lên giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi. Và công việc ấy càng mở mang cho đến nỗi chúng tôi có thể
sẽ có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn, xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Ở đây sứ đồ Phaolô ông đã nói rằng là ông không khoe mình về những việc người khác làm, nhưng mà ông đang khoe về cái địa phận của ông. Ông đã làm những việc gì cho Chúa? Ông đã đem bao nhiêu người trở lại với Chúa, và qua những con người đó mà công việc của Chúa được thêm lên, và cái địa phận phục vụ Chúa của ông cũng được mở rộng ra nhiều hơn. Mà tạ ơn Chúa, trong những ngày vừa qua chúng ta cũng thấy được hội thánh của chúng ta có mở thêm công việc Chúa ở tại Bùng Binh. Rồi mới vừa rồi cũng có người nhắn tin hỏi tôi rằng là ở trên Gò Dầu Tây Ninh có điểm nhóm nào không? Chúng ta thấy rằng là có những khi Chúa Ngài cho phép chúng ta để chúng ta phục vụ mở rộng công việc Chúa nhiều hơn. Và khi mà phục vụ nhiều như vậy thì chúng ta chắc chắn là mình phải chịu di chuyển nhiều, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà ở một chỗ và chúng ta mong rằng là người ta đến với chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải đến với họ. Và một mình mục sư cũng không thể nào đi hết được cái tỉnh Tây Ninh này. Nhưng mà Chúa cần có những người khác để hỗ trợ với hội thánh của Chúa, để mở rộng vương quốc của Chúa. Cho nên hầu vị Chúa là chúng ta phải chịu di chuyển. Amen. Thấy thương nhất đó là những người nữ, họ phải phục vụ Chúa và họ phải nhiều khi trưa nắng chang chang phải bịt mặt, rồi phải che chắn để mà không có bị rám nắng, và đi phục vụ Chúa như vậy. Nam, người nam chúng ta có mà da đen một chút, ngâm một chút không sao, đúng không ạ? Vậy mà tôi vẫn thấy là Huy vẫn còn trắng lắm đó. Đúng rồi, Huy còn trắng lắm. Mà đàn ông mình càng đen á thì lại càng phong trần, nhìn càng mạnh mẽ hơn. Nữ mà da mà đen nó sạm lại xấu lắm. Cho nên tôi nói thấy thương là bởi vì cớ như vậy. Đàn ông mình đen á thì không sao hết, nhưng mà phụ nữ mà đen thì rất là thấy tội nghiệp. Nhưng mà xin Chúa Ngài thương xót và Ngài ban phước cho chúng ta nhiều hơn. Bởi vì Chúa nói rằng là ai phục vụ ta thì, ai hầu vị ta thì cha ta ắt tôn quý người đó. Và sự ban phước của Chúa, sự ban thưởng của Ngài sẽ đến cho chúng ta nhiều hơn nữa. Sức yêu thư ký, Sức yêu thư ký đoạn số 34 câu 24. Lời của Chúa nói thế này: vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm ba lần, thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngươi hết. Chúng ta thấy được là khi Chúa Ngài mở rộng bờ cõi vương quốc của Ngài qua dân của Chúa, thì nó nảy sinh ra một cái nan đề, đó là có những người họ tham muốn xứ của chúng ta, đúng không ạ? Nhiều khi mình kết quả, mình thành công cái công việc của mình rất là nhiều, nhưng mà cũng có những người họ lại tham muốn cái xứ của chúng ta. Vậy thì phải làm sao quý mài chị em? Chúng ta cần phải đến để mà thờ phượng Chúa, nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Xin Chúa Ngài đã mở rộng bờ cõi con thì Ngài cũng gìn giữ bờ cõi của con nữa. Rồi điều thứ ba mà Gia-bê ông cầu nguyện ở đây, ở trong lời cầu nguyện của ông, đó là ông đã cầu xin sự hiện diện của tay Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Gia-bê đã cầu xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sức lực của Ngài, đó là bằng chứng hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của ông. Nguyền tay Chúa Ngài vùa giúp con. Xin Chúa Ngài thêm sức cho quý vị bằng cánh tay quyền năng mạnh sức của Ngài. Bởi vì một tay của Chúa đã dựng nên trời và đất này, Ngài không mỏi không mệt, đúng không ạ? Sức mạnh của Chúa không thể dò được. Sự khôn ngoan của Chúa rất là vĩ đại. Và nếu có tay của Chúa Ngài vùa giúp chúng ta thì thật là tuyệt vời. Nehemi cũng đã có thể làm cái công việc tái thiết lại thành Jerusalem đã bị phá đổ là nhờ có tay của Chúa vùa giúp ông. Và ở đây Gia-bê cũng được phước là bởi vì cớ ông đã tìm kiếm tay của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Tôi cầu nguyện xin cánh tay của Đức Chúa Trời Ngài cũng ở cùng với Hội Thánh Ngưu Tuần Rema Lộc Hưng của chúng ta. Mỗi ngày Ngài sẽ vùa giúp chúng ta làm được những cái việc lớn hơn,
phước hạnh hơn và kết quả hơn cho Chúa. Và điều thứ tư, ông đã cầu nguyện, đó là ông cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ ông khỏi những sự dữ. Chúa Giêsu Ngài cũng đã dạy các môn đồ của Ngài trong lời cầu nguyện chung, đó là xin cứu chúng con khỏi mọi sự, mọi điều ác, đúng không? Mọi điều ác tức là mọi điều dữ. Và đây là điều mà mỗi người chúng ta nên cầu nguyện. Ngày xưa khi còn bé thì gia đình của chúng tôi ở bên Công giáo, tôi cũng hay đọc kinh. Và có một bài kinh cầu nguyện, người ta cầu nguyện xin ơn chết lành. Ơn chết lành tức là cầu nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ mình để mình được chết một cách bình yên ở trên giường và chết già cùng với con cháu. Chứ không phải là kiểu mà chết một cách đau đớn do tai nạn xe đụng ở ngoài đường, hoặc là bị bệnh tật đau đớn gì đó, hoặc là chết mà mất xác. Chết cái đó là đau lắm, bị rủa xả quý mà cha. Cho nên người Công giáo, anh em của chúng ta, họ cũng biết rằng là cái sự chết lành cũng là một điều rất là quan trọng. Và ở đây Gia-bê ông cũng thấy rằng là cái việc mà xin Chúa bảo vệ ông khỏi những sự dữ, những cái tai nạn hoặc là những cái bất chắc, nó mình không biết được trước được tương lai của mình như thế nào, thì xin Chúa Ngài bảo vệ con khỏi tất cả những sự dữ đó. Đôi khi có những đoạn đường vắng mà ngay cả đàn ông mình đi mình cũng cảm thấy rùng mình. Những chị em phụ nữ chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ chúng ta khỏi những sự dữ, bởi vì mình không biết được cái ác nó ở đâu, đúng không, mà nó rình rập ở đâu mình đâu có biết được, hoặc là có ai đó có mưu đồ, hoặc là có ý đồ nào đó xâm hại chúng ta, hoặc là có ai đó họ muốn tìm cách để lừa đảo tiền bạc tài chánh của chúng ta, khiến cho công việc của mình bị thất bát hoặc là bị phá sản. Xin Chúa Ngài gìn giữ chúng ta khỏi tất cả những sự dữ đó. Amen. Sao tôi thấy quý vị hình như là không đồng ý hay sao, thấy ai cũng mệt mỏi. Hay là có ai đó muốn tử đạo một cách đau đớn vì cớ Chúa? Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một sự mở rộng ra nhiều hơn trong vương quốc của Chúa. Nếu mà Chúa muốn chúng ta tử đạo mà Chúa không muốn đó quý vị, chúng ta muốn tử đạo đó mà Chúa không muốn đó, thì cũng không được đâu quý vị ơi. Tại vì cái chỉ có những người được ơn, được chọn mới được tử đạo vì cớ Chúa, đúng không ạ? Chúng ta chống trả với tội ác mà còn chưa đến nỗi đổ huyết mà. Cảm ơn Chúa. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5, lời của Chúa chép rằng: ví bằng trong anh em có người kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cái sự hiểu biết của mình nó bị giới hạn, hoặc là trình độ học vấn của chúng ta bị giới hạn, chúng ta hiểu biết không nhiều, chúng ta tài năng không có, và nếu mà chúng ta muốn được Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta, tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Chúa nói rằng là chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa là đấng ban cho mọi người cái sự khôn ngoan một cách rộng rãi, quý bà cha. Cái điều đầu tiên để cho cuộc đời của chúng ta có thể mở rộng ra trong ơn của Chúa, đó là chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng của mình ra trong sự cầu nguyện với Chúa. Nếu một người không mở rộng tấm lòng của mình ra, không mở rộng đời sống của mình với Chúa, thì người đó sẽ không thể nào được Chúa Ngài mở rộng chính họ. Và trong những ngày sau rốt này thì Chúa nói rằng là nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Daniel đoạn 12 câu 4. Trong những ngày sau rốt này chúng ta sẽ thấy được có một sự bùng nổ về thông tin. Chúng ta đang sống ở trong thời đại thông tin 4.0, đúng không ạ? Tức là bây giờ thông tin nó rất là nhanh. Và vì thế mà nhiều người dân ngày hôm nay họ cũng khôn hơn ngày trước rất là nhiều. Và khi họ khôn hơn thời trước thì cái việc tin Chúa nó cũng sẽ khó hơn nữa. Bây giờ người ta có thể tra cứu rất là nhiều thông tin. Thậm chí là nếu muốn tìm hiểu về Chúa thì người ta có thể lên Facebook và tìm bất cứ một hội thánh nào.
để mà người ta nghe lời của Chúa. Và người ta có quyền, người ta lựa chọn giữa các mục sư mà họ có thể nghe, họ có thể thích cái người mục sư này hoặc là thích người mục sư kia. Và đôi khi họ chưa có rõ về lẽ thật của Chúa, chưa có một cái nền tảng giáo lý chắc chắn, họ lại nghe tà giáo và bộ tin theo tà giáo. Cho nên chúng ta thấy rằng là để phục vụ Chúa trong những ngày sau rốt này thì chúng ta là người hầu vì Chúa, chúng ta cần xin Chúa ngày cho chúng ta có một sự học thức được thêm lên để mình có thể chinh phục được linh hồn của người ta dễ dàng hơn. Trước đây thì tôi được những người bạn của tôi nói với tôi rằng là thôi mình hầu vì Chúa đơn sơ thôi, không cần trình độ văn hóa, không cần học thức gì hết. Mình học tới lớp 12 là đủ rồi. Hoặc là thậm chí con của mình mà nó có học lớp 7, lớp 8 gì thôi cho nó nghỉ đi, cho nó đi học lời Chúa là tốt nhất. Còn hầu vì Chúa sau này không cần bằng cấp, không cần văn hóa, trình độ văn hóa gì hết. Tôi cũng thấy cái điều đó nó cũng có vẻ giống giống là điều đúng. Nhưng mà sau này thì tôi thấy rằng là cái điều đó nó cũng không phải là chân lý. Tại vì nếu mà chúng ta hầu vì Chúa mà chúng ta thiếu cái sự học thức khôn ngoan của đời này thì chúng ta sẽ khó có thể đưa nhiều người trở lại với Chúa, nhất là khi mà cái sự học thức càng ngày càng thêm lên ở trong những ngày sau rốt này. Nếu quý vị làm chứng về Chúa cho những người ở khu vực Lộc Hưng, Trảng Bàn ở đây đó, quý vị sẽ thấy dễ hơn là làm chứng về Chúa cho những sinh viên đại học hoặc là cho những người có trình độ văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Quý vị sẽ thấy rằng là giữa cái người có học thức và cái người ít học thức đó, thì cái người ít học thức mình làm chứng về Chúa họ dễ tin Chúa hơn. Cái người có học thức một đầu thì bắt buộc cái người làm chứng về Chúa phải có một cái sự khôn ngoan hơn, hay là cái sự hiểu biết nó phải ngang tầm với người đó, thì mình mới có thể dễ dàng mình nói chuyện và mình chinh phục người đó trở lại với Chúa. Và nhất là cái sự khôn ngoan của Chúa là sự khôn ngoan từ trời, sẽ khiến cho chúng ta có thể dễ dàng để chinh phục một linh hồn tội nhân. Rồi nói về việc người hầu vì Chúa rao giảng lời Chúa ở trong hội thánh, thì chúng ta thấy rằng là giữa cái người mục sư mà có bằng đại học với cái người mục sư mà có bằng tiểu học á, chúng ta sẽ thấy rằng là họ chia sẻ lời Chúa cũng khác nhau nữa, đúng không ạ? Cũng đưa cùng một cái phân đoạn kinh thánh đó, nhưng mà cái người mục sư mà họ học cao đó thì cái lời nói của họ, cái sự chia sẻ của họ nó sẽ khác, nó sẽ có sự chuyên sâu hơn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta thấy rằng là cái sự học thức tuy rằng là nó không có gọi là quyết định được cái sự sức giàu ở trên đời sống của chúng ta là người hầu vì Chúa, nhưng mà nó cũng rất là cần ở trong những kỹ năng chúng ta phục vụ Chúa sau này. Cho nên con cái quý vị nếu nó có điều kiện đi học thì quý vị cứ để cho nó học, đừng có cho nó nghỉ học, rất là uổng quý vị. Nếu mà nó học được lên đến đại học hoặc là học lên tới thạc sĩ, quý vị cũng cho nó học. Rồi nếu mà sau này Chúa kêu gọi nó để hầu vì Chúa thì Chúa sẽ sử dụng cái kiến thức của nó, cái vốn kiến thức của nó để phục vụ Chúa hiệu quả hơn. Amen. Dạ, đừng coi thường cái điều này quý bà chị em. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một thời đại càng ngày càng văn minh, càng tiên tiến hơn. Chúng ta cần phải theo kịp cái thời đại này. Dĩ nhiên có những cái điều mà nó không đúng, không tốt thì chúng ta không nên tiếp thu nó. Nhưng tôi thấy có những cái điều tốt chúng ta cần phải tiếp thu và học hỏi để chúng ta được kết quả hơn cho Chúa sau này. Amen. Và không phải chỉ là ở Việt Nam này mà thôi, nhưng mà sau này chúng ta có thể được Chúa đem qua ở những quốc gia tân tiến hơn. Được không quý mài chị em? Nếu có cơ hội quý vị hãy nên học tiếng Anh. Hãy nên học tiếng Anh. Tại vì đa phần nhiều người Việt Nam của chúng ta rất là giỏi, rất là thông minh. Người Việt Nam của chúng ta là nổi tiếng thế giới, là những người đi chân đất nhưng mà rất là giỏi. Việc gì cũng biết làm hết, nhưng mà chỉ có cái dở đó là mình không biết ngoại ngữ. Và khi mà mình không biết ngoại ngữ tiếng Anh thì mình khó có thể kết nối được với nước ngoài lắm. Có những người họ rất là giỏi, bác sĩ luôn, trình độ rất là cao, nhưng mà khi qua Mỹ không biết nói tiếng Mỹ, không biết nói tiếng Anh, họ phải cuốn gói đi về lại Việt Nam này. Cho nên chúng ta là người trẻ, muốn được Chúa mở rộng bờ cõi của chúng ta, tôi khích lệ các bạn chúng ta hãy nên học tiếng Anh. Amen. Và hội thánh của Chúa cũng rất là cần có những người
giỏi ngoại ngữ nữa để có thể phục vụ Chúa trong việc chuyển tải lời Chúa. Giả sử nếu có một tôi tới Chúa, người nước ngoài họ đến, họ chia sẻ lời Chúa thì chúng ta cũng có thể phục vụ cho hội thánh của Chúa. Amen. Và hội thánh của Chúa thì rất là cần có những nhân tài. Nhưng mà đôi khi những nhân tài đó lại bị thế gian quyến rũ, đúng không ạ? Thế là hội thánh lại mất nhân tài. Cái đó gọi là tình trạng chảy máu chất xám. Tức là những cái người mà có cái chất xám trình độ á, là họ thường hay đi qua cái chỗ khác để mà có đất dụng võ hơn. Không biết là hội thánh của chúng ta trước đây có nhân tài nhiều hay không, nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho chúng ta có những nhân tài trở lại. Nhân tài nha, chứ không phải là nhân tài nha. Nhân tài là khác à. Tôi nhìn thấy ở trong các bạn trẻ ở trong hội thánh của chúng ta có tiềm năng đó. Có tiềm năng, nhưng mà nó giống như là viên ngọc chưa được mài dũa. Chúng ta cần phải được trải qua cái trường lớp huấn luyện mài dũa nhiều hơn. Già rồi hả? Tôi hỏi quý vị nha, ở đây có ai mà già như Môi-se không? Môi-se 80 tuổi rồi nhưng mà vẫn được Chúa dùng á, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng là Môi-se trước khi mà được Chúa dùng ở trong độ tuổi 80 đó, thì Môi-se đã học những cái sự khôn ngoan tinh túy của người Ai Cập. Ông đã tiếp thu được rất là nhiều cái kiến thức tốt nhất trong thời bấy giờ. Đúng rồi, ông đã học ở trong cung vua mà. Ông là con nuôi của công chúa Pharaoh thời bấy giờ. Cho nên Chúa ngài sử dụng chúng ta tùy theo cái kiến thức mà chúng ta có. Cho nên đừng có coi thường cái kiến thức đời này quý mài cho em. Nhưng mà nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta cứ học. Cứ học. Chắc chắn chúng ta sẽ tỏa sáng cho Đức Chúa Trời chúng ta sau này. Amen. Rồi ai đó hỏi rằng là mục sư ơi, bây giờ em muốn học nhưng mà em không có tiền để học. Em không có điều kiện để học. Hãy cầu nguyện với Chúa đi. Rồi có ai đó sẽ được Chúa ngày sai đến để giúp đỡ chúng ta trong việc chúng ta có tiền để chúng ta đi học. Tôi nhớ khi mà tôi năm 2005 2004, 2005 gì đó, thì cái thời gian đó tôi rất là thích đi học. Tôi học tiếng Anh, tôi học tiếng Em, tôi học đủ thứ hết. Nhưng mà tôi vẫn cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con học tiếng Anh mới có bằng B thôi, mà bây giờ con nói không được, con nghe không hiểu, thì làm sao mà con có thể giỏi tiếng Anh được? Cái thời lúc bấy giờ đó, bằng B tiếng Anh là cũng khá khá đó. Đi làm là bắt buộc phải có bằng B. Nhưng mà tôi vẫn không nghe được, không nói được tiếng Anh. Và thế là phép lạ của Chúa xảy ra. Năm 2006, Chúa đem tôi qua Philippines để học tiếng Anh. Mà trong khi đó gia đình của tôi không có điều kiện để đi nước ngoài để học. Chúa khiến cho một cái người ở tại Mỹ, họ không biết chúng tôi là ai hết. Cái ông Mỹ trắng này, ông không biết chúng tôi, không biết ba mẹ của chúng tôi luôn. Và đồng ý để mà hỗ trợ mọi chi phí học tập của tôi ở tại Philippines trong vòng một năm. Wow, tôi chỉ biết cảm ơn Chúa, bởi vì cái điều này là chỉ đến từ Chúa thôi, chứ mình đâu có biết họ là ai đâu. Và Chúa ngài đã nhìn thấy tấm lòng khao khát học hỏi của tôi, và Chúa ngài cho tôi cái cơ hội đó. Cho nên tôi khích lệ các bạn trẻ chúng ta, nếu ai đó muốn đi học hoặc là muốn có một cái sự thay đổi đời sống của mình qua con đường học vấn, thì các bạn hãy bắt đầu cầu nguyện Chúa từ hôm nay nha quý vị nha. Chúng ta phải học nha. Trước khi tin Chúa, chúng ta học là để cho mình hoặc là cho gia đình của mình. Nhưng mà sau khi tin Chúa, chúng ta cần phải học là để cho Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta học giỏi, chúng ta cần phải khiêm nhường hơn, và chúng ta cần phải bày tỏ Chúa qua kiến thức của chúng ta có. Amen. Và tôi tin rằng là trong hội thánh của Chúa, có thể không phải ở đây, nhưng mà trong hội thánh ngũ tuần Rema của chúng ta ở rải khắp các nơi, sẽ có những người được Chúa ngài sử dụng ở trong chính quyền, sẽ có những người được Chúa ngài sử dụng ở trong những lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, hoặc là trong việc kinh doanh mua bán, sẽ có những đại gia, sẽ có những triệu phú được Chúa dấy lên.
Và đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có thể sánh vai được với các cường quốc Nam Châu là bởi vì công khó học tập của các bạn trẻ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.